Xin chào quý vị, anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay em đi đến quán đồ cũ thì thấy mấy con máy tính thì em quay vị của anh chị cô chú cùng coi. Thì để xem giá quán đồ cũ nó tầm nào và cao mức nào để quý vị anh chị cô chú cùng biết. Thì nhiều anh chị cô chú cũng có hỏi, một vài người cũng có hỏi mua máy kiểu bên em, nhưng mà hỏi cùng một cậu hình như vậy so rồi lại mấy con máy ở Việt Nam bán để so giá. Thì tất nhiên là Việt Nam thì có nhiều giá, lại có đắt có, so vậy thì nó cũng hơi khập khiễng một chút. Vì thực ra bên này bán cái đồ điện tử này nó đắt, hàng này nó có thể nói là nó ok hơn một chút. Nhưng mà về mặt chung, mặt bằng chung thì nó quá là đắt. Ví dụ con Sony trước mặt em này, hàng Sony này thì nó cũng đẹp, cũng đẹp, đời cũ, con này cũ, đời cũng nói chung cũng đẹp, nhưng mà về hiệu năng thì Sony nó không được mạnh lắm. Con này thì 9.900 ở 2 triệu chưa cước á quý vị nhé, cước còn có máy tính tầm 800.000 nhá. Coi 52410 đời thứ hai của RAM 4GB và HDD 500GB. Con này không có pin, không có pin, không có fit, không có pin và có nguồn chứ không có pin đấy. Thì giá nó đã như vậy rồi. Còn bên này một con Toshiba này là con không camera nhé. Coi 3 đời thứ tư, RAM 8GB, ổ cứng 500GB, pin chụp được 1 giờ, khoảng 1 giờ là đủ nguồn và pin, cũng tầm 2.2 triệu. Lenovo đời Celeron M35050 2015. Celeron thì là cũng là chip khá là thế hệ trước đấy. Giá cũng tầm 2.6 triệu hơn. Đây, con này Panasonic RAM 4GB, SSD 120GB. Coi 5 đời thứ hai khá là ok. Dòng này thì có dùng khá là thích, có mấy nút chức năng ở chỗ này dùng khá là thích. Giá tầm 2.6 triệu, màn hình 12 inch nha quý vị. Cái này là HP, HP 455G3 này. Con này thì cũng dùng cũng khá là tốt. Tuy nhiên cấu hình con này là chip AMD A10 8700, RAM 8GB, ổ cứng 500GB, 2.6 triệu, có pin có nguồn. Không ghi là tình trạng pin dùng bao lâu, pin 10 pro đấy. Thì nói chung giá máy ở quán này nó cũng khá là mềm hơn so với những cái quán gần chỗ em. Cái quán này nó ở thành phố khác, em đến thành phố khác. Con này là một con Dell P47F10001 này, Win 10 này, Pro này, Core i5 thế hệ thứ 5 5005U, RAM 4GB và HDD 500GB. Đấy, thì không có fit, có dây điện và pin, cũng giá 2.6 triệu gì đó. Cũng giá chấp nhận được, nói chung pin máy còn đẹp. Đấy, hợp lý. Con này là hợp lý. Con này Celeron Toshiba mà là giá 3.5 triệu này, giá cao hơn mấy con kia. Đấy, vì cái màn hình nó là màn hình cảm ứng. Con này mà con Toshiba hết, ba con Toshiba giá tầm 3.5 triệu. Mẹ đời mấy con đời Celeron như nhau hết. Khu thiết sự bên này thì đời coi 5 thế thứ 6, khá là ok. Hai man nhưng mà rất tiếc là không có cảm ứng. Tuy nhiên thì cái nút kia là nút đèn, ấn ra thì có đèn soi cho ban đêm. Dell Inspiron 3580, RAM 4GB, HDD 1T, không có fit, giá 5.5 triệu. Con này khá là đắt, giá của em con này đắt. Và bán ở Việt Nam thì mấy con này giá vậy thì không ai mua, nhưng nhanh. Đây, còn mấy dưới này với lại đắt này, mấy hàng này mới đắt này. Surface Laptop 3 này, Surface 3 quý vị này, giá 180.000, 36 triệu, cả thuế vào là 40 triệu, sản xuất năm 2019 này. Nhiều anh chị có hỏi em là mấy con máy đời 2018-19 giá là 10 triệu. Thì đây em quay 2019 cho quý vị, 17 đến 19 cho quý vị cùng coi. Là giá con này rất là 2019, nhưng mà được cái cấu hình nó tốt này. Surface của Microsoft là hãng dùng rất là tốt.
Win 10 Pro 64 bit, CPU là AMD Ryzen 7 nhé, 2.3 GHz là cũng ngon rồi. Ryzen 7 là cũng là ngon rồi. RAM 32GB, SSD 1TB nha quý vị nhé. Đấy, office đầy đủ 2019. Giá là 40 triệu cho cước. Nguyên hộp luôn. Đấy. Đẹp. Đây là một con sản xuất 2017 này. À, cũng là Surface này. À, không phải Surface mà cũng là của Microsoft này. Cũng là dòng như là tương tự Surface luôn. Surface Book cũng là Surface 13.5 inch này. Coi 580GB, SSD 512GB, giá của nó là 20 triệu nha quý vị nhé. Con này là cấu hình trung bình nhé. Coi 580GB, SSD 512GB, màn hình 13.5 inch, và Surface Microsoft Office 2017 đi kèm, có bản quyền, bảo hành 6 tháng, giá là 20 triệu, rất là cao. Em cũng có bán nhiều sản phẩm cấu hình như vậy của Surface này về rồi, thì tương đương một con như vậy em bán khoảng tầm 8 đến 9 triệu. Đó. Cũng bảo hành được như vậy luôn. Nếu bỏ thêm một ít tiền làm bảo hành thì cũng bảo hành được như vậy luôn. Nó cũng giá gì rồi. Chưa bằng một nửa ở đây. Còn đây là một con Acer Vivo Book rất là đẹp. Win 10 Home, CPU là Ryzen 3 3250. RAM 8GB SSD 256. Đấy. Thì giá của nó là 13 triệu rưỡi. Ryzen 3 hoặc okay, Ryzen 7 thì nó cao hơn nhiều, đắt hơn nhiều là đúng rồi. Next này thì HDD 500GB, RAM 4GB, chip Celeron 3855, một sản xuất 2016. Nói chung cấu hình thấp như vậy, giá nó là 9 triệu nha quý vị nhé. 9 triệu nha quý vị, đời sản xuất 2016. Đây cũng Acer Celeron, thì giá nó rẻ hơn một chút là 5 triệu. Còn bên này là một con Microsoft khác, Win 11 nhé. Coi 5 thế hệ thứ 10 rất là ok luôn. RAM 8GB SSD 128 và đầy đủ phụ kiện đấy. Giá của nó là 11 triệu. Con này là ok, hợp lý. Đấy, đây là mấy con vào dưới này, nó cái cây đấy em không quay. Đây thì em quay qua cái viện chị cô chủ coi cái giá của một số sản phẩm top là như vậy. Đây này là các cái phụ kiện đi kèm khác. Đây, mấy cây to gaming rồi họa màn hình máy tính của Apple rồi thứ rất là nhiều. Em cũng chấm dứt video này tới đây. Video này em quay ngắn hơn chút để sắp hết giờ về và đóng cửa quán. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.